Mưa này, vẫn mặc áo mưa này. Nay mưa, nay mưa. Tranh thủ tí để con đi làm, nay không trốn được. Con này hôm trước có thằng nó thích lắm rồi nhỉ? Hả? Cái này này mà không gọi anh à? Ừ. Lỗ à? Mẹ thế mà tưởng rồi. Có mua lắm mấy bố, có mua lắm. Thực cảm. Không mua, không quen mua đồ đắt tiền. À thế à? Đồ đồ ấy là quê mà nhấc một cây kia ra đi dễ hơn. À bà, sáng sớm bác cào đã lấy được cây gì rồi? Cây bên này rồi. Cây nào đây anh? Cây lấy cây nào đây anh Trung? À. Dương quá. Cây của Dương quá. Mua của bọn thằng nhưng mà bọn thằng lại chờ. Xanh quê của Dương quá. Anh lấy cho nó quá. Già nhỉ. Xanh quê đấy. Già quá. Ui trời, em trồng vào đâu bây giờ? Củ rưỡi. Đây mà. Củ rưỡi. Tội gì mà không nhốt. Hả? Hả? Bảo đi săn là phải săn như thế. Phải săn như thế em. Chứ còn bắt đồ nhiều tiền thì chết. Có tiền thì đua nhau đua ra được. Này về phá chết cũng không lo sợ. Củ rưỡi. Củ rưỡi lên được. Trung dâu vận chuyển hộ. Đấy. Và tất nhiên không phải ai cũng chơi được. Nó cũng to đấy mà phải làm. Đấy. Đây thì còn hàng ngày thì mấy đồng với bác? Bỏ vợ rồi. Ui giời. Căng bỏ vợ rồi. Sao thế? Bỏ vợ rồi. Đấy, giạt hết thế này. Chả chịu trông cây gì cả. Bỏ vợ rồi. Bỏ vợ rồi. Alo. Vâng. Ôi mày chập, ít chân là thế này. Ủa hôm nay ạ? Chứ không báo trước em một ngày em không xoay kịp. Hôm nay em phải đi họp ở trên sở. Dạ. Thì để sát quần được không anh? Cứ báo trước em một ngày là được. À thế ạ. À thế ạ. À thế ạ. Đấy, có bác nhỉ? Vâng, xong rồi đồng bộ lại thông tin với cái bên kỹ thuật tòa nhà hay hoặc là em đến là họ chỉ cho là biết ạ. Dạ vâng, cảm ơn bác nhé. Đấy, con này thì bao nhiêu tiền bác? Con xanh này 2,5 triệu. 2,5 triệu cũng là quê đây. À, con taxi hôm trước đây nhỉ, vẫn chưa cho xuống không? Chưa cho xuống. Còn cục trên kia nữa. Đá có xanh được, cho gió nó mưa. Đấy, hai hàng ấy cứ để, hàng ấy hôm trước có giá rồi. Sáng sớm mưa này xuất được cây to là được rồi. Sang quay cây cũng chung rồi. Cái đầu là đi đó, cái đầu là cũ đó, cái này là một mầm nữa, là một bao vai đi, một đây là một bao vai lại bao vai à? Nó đúng thật, nhưng con này đục thì để thế này thì nó khác gì nhau, đục cái này coi bỏ, đục xiên thì coi là bỏ, cái này đi bỏ hết bên dưới này đi, con này cái đầu là thành một cái vẹn một bao vai, bắt đầu là chỉ có thế này, bao nhiêu? 5 triệu.
triệu à? Tiếp. Lúc 5 triệu thì không chịu. Mà chết. của bác nào đây? Không biết. Người rời không biết. Lợn chết. Lợn chết là câu hỏi. Ui cũng già nàn đấy. Mà làm được. Có mà làm được nuôi được, coi ra mà xiền thế thôi. Thế thôi. Bắt được già nuôi kiểu gì chả được, chả là chả được. Nhưng thật sự ông Việt có nguồn bác nào tôm một thề nguồn nô này nên tiền hơi còn nhiều hơn nhiều. Danh dự. Chủ ơi, hỏi bao tiền? Không biết. Đấy chứ con kia ra có gì đâu. Chả có chất liệu gì cả. Cái này đục ra thì nó là ra ngay ra cây. Nhưng mà nuôi hơi nâu bây giờ tiền nó phải dẻo dám đục hơn kia mà. Thì rõ ràng ấy. Mà đục như thế thì chết nát hết. Coi là về mò mà về mò nát mà hết. Nát hết các loại nát rồi. Nát nát của mình cho nát thêm thì không phải giá như thế nào thì dám nát. Mà đấy em nhập tích tích rồi đấy cho hết cả lát. Đúng không? Chả biết. Đấy, ăn đi. Ôi, bán cả thịt. Thịt. Thịt thơm. Thịt tha, thịt ta đấy chứ anh. Thịt ta đấy. Thịt bắc đấy. Là hai cái thịt. Thịt bắc đó. Mưa lắm không ngồi được xuống. Ngồi xuống. Chắc chắn là thôi để thôi. Ông kia nó đẹp với nó mua cái nguyên nắng giá 4-500, hoặc được 600. Đây, cây trung dâu, trung dâu thì giá thì bác vừa nãy nói là cô bác thích cái cây này nhưng mà nhiều khi là cũng các chưa hiểu tiếng nhau, nhiều cây không bằng cả nhiều đâu các bác. Đây có cái cây điền như đây. Anh em mà thích thì alo chung nhé, bên này cũng khá hay. Chợ mưa gió và hồng ngọc mai này bây giờ của lô đây cũng loanh quanh vài trăm cho đến dưới 3 triệu. Hồng ngọc mai chủ ông đang đi chở cây à, đấy cả đấy. Hai anh em ruột. Cái đấy chắc là ghép. Chắc là ghép. Chả biết của anh. Không rõ nữa. Cây nguyên bản. Nguyên bản. Từ từ để mua cây ra. Đây cái xi này. Có cái chậu này hay này. Chậu hay nhưng mà hơi sáng. Chậu hơi sáng. Quay lại các bác kìa. Đúng rồi, lại đội ô đi. Dừa không ra là không chịu được. Này ít cây, mưa. À, mưa quá, chả đi. Cháu con nhiều không? Dạ. Cháu con nhiều cây. Cháu cũng khá khá. Thế cái đám quay thì cũng ở lên nhà nhiều cây. Đấy. Cây mình quay hết rồi, bây giờ đi quay cây người ta đấy. Con này về nuôi. Thế bảo là nguyên bản. Thế bảo là nó ghép đẹp ấy chứ, ghép đẹp quá nhỉ. Đó, bệt. Cắm mà đẹp cắm toại thế. Hôm trước là 6 triệu. 6 triệu.
Ơ này anh mang cây đi à? À đi. Cây này nó khoảng bao nhiêu năm nay rồi? Sung. Tính được chứ sao? Tính được mười mấy năm rồi. Sung. Nhìn gốc nó to rồi. Sung nhìn bệ bệ nhỉ. Hình như hôm gặp bác trong Trường Yên nhỉ? Ui à? Cà phê Thái bắt quen này ấy đấy. Đúng không? Ở thì em đây. Thực ti phèo đúng ra ơi. Đấy nhìn giống cục từ Bạc Liêu ấy. Ở đây mình ra bán này á. Em có vườn này mà. Em ra chơi, em ra chơi mang mấy cây đi. Vườn em nhiều. Này có mang cây đâu không? Anh chỉ có mấy cây. À đây. Tôi nhìn anh quen quen. Hôm nay mang để đi mưa luôn. Ừ đấy. Hôm mang ấy thì gì thì bị gió mùa, hôm nay mang này thì lại mưa. Hợp nhỉ. Nhà ấy sao nhỉ? Nhà. À trời, kinh ấy nhỉ. Cái cảnh đó là cái đắp đấy. Nhà lại nhà gió. Nó định giá được cái cây này bao nhiêu à? Nó định giá được bao nhiêu rồi. Lo biết là cái nhà mà không. Nó nói hay lắm. Đó luôn. Con đấy thì bao tiền mà Hùng? 12 triệu. 12 triệu. Đá thấm thủy. Đá lâu năm rồi. Các bạn đường trả cô Nam bên này đi cả một hội đông. Đi chục người mà. Đấy, nhìn dế này. Được đấy. Cái tối mà các cây mà được để 12 triệu. Quay trước đây. À, lại mang về trước. Để ra cái mặt trước quay kìa. Úi xời, kinh nhỉ. À, anh à. Có cây nào đây anh? À, mang hoa giấy đi à? Đẹp đấy, tí em sang. Chạy đi làm rồi. Đi làm tí sớm lại chạy ra. Đấy, cây của đen. Đẹp kiếm mà không ai có dáng này. Sung anh là bao nhiêu tiền nhỉ anh nhỉ? 5 triệu. Có số rồi thì anh em mà thích alo thì gửi ra cái số. Chỉ 5 triệu thôi. Quả rất nhiều. Hơi bự đấy, hơi bự, hai người kia hơi nặng. Móng này. Lá móng hạ cổ đây. Hôm nay thì bao nhiêu anh?